có kỹ kêu mua cây cọ cho nó vì nó ho quá trời ho, rồi kêu mua, cái này nè em cái này nặng hơn cái kia, cái oxy này nè, em thở oxy này nặng hơn cái kia, mà đều cho thở em nó khỏe. Hai mua cái khọ, không mua mua coi là ai bác sĩ đường khám là bác sĩ hết hồn hết vía rồi, đi mấy mấy ông bác sĩ kia lại cũng đứng dòm, mấy bà nằm bệnh viện rồi cũng dòm cờ cờ bác sĩ thôi tại nó, tại vì á nó bệnh nó vậy là bác sĩ khám bác sĩ biết nạt bác sĩ, chủ bác sĩ luôn, Biểu hiện á ha thấy chủ bác sĩ luôn Dạ. nạt bác sĩ, kêu bác sĩ mua cái đầu khò cho nó khò vì nó ho hoài, Dạ. bác sĩ nói thôi thở oxy này cho nó khỏe em ơi, Dạ. cho em thở nè, cái kia là đâu có nó mệt thêm nữa đâu, đâu có khỏe bằng cái này nặng hơn, Dạ. không đi mua cái kia kìa, Tắm luôn nha. nó giật cái nó liền, Dạ. cứ đi mua cái kia không có mua, cái thở thi hoài, muốn chết hay gì mà đâu thi hoài á, cái mà không em mà em thở cái này nè nó bớt mệt em khỏe nha, em khỏe thở này nó nặng hơn cái kia chỉ là em khò cho nó bớt ho, mà điều có mệt của em là hơi thở của em không có được thông, nó mệt em tắt thở liền đó, em chết luôn á, Bác sĩ khuyên Diệu Hiền gì đó ha? khuyên thương bị gì nạt bác sĩ, gì nạt bác sĩ biết, khám bác sĩ biết mà, đó khuyên cô Út lại cô nạt bà đi đâu à, bà dọn quần áo về à, bà đi đi, bà đi đâu, chị ăn uống bác sĩ không có cho ăn ở đây, bác sĩ kêu mẹ xuống lầu một ăn ăn rồi mẹ cho lên, bác sĩ không có cho là tới lui, có mẹ anh con nằm mình ên nguyên bệnh nhân đó nằm mình ên đó, đuổi người nuôi xuống lầu một trơn đó con thấy không, cái tại bà đi chứ bác sĩ nào không cho, cái bác sĩ lên tiếng nên mà tại vì á người nuôi á, nuôi bệnh nhân á, để bệnh nhân nằm đi, người nuôi thì xuống lầu một thành ra không có cho người nuôi ở kế bệnh nhân, rồi cái mới nín cái hỏi lại mẹ ơi lại con nói nè mẹ ơi, mà cho con xin lỗi mẹ nha, mẹ đừng buồn giận con có lỡ chữ mẹ, mẹ đừng buồn giận con nghe, con năn nỉ mẹ, mẹ đừng bỏ con nghe, mẹ cận kề bên con, mẹ đừng bỏ con nghe mẹ, con xin lỗi mẹ, dù con nằm đây dù con có chết rồi con cũng mãn nguyện, con biết mẹ cực khổ với con, mẹ cứ khổ với con, mẹ ngậm mũi thôi, mẹ ơi ăn cơm đi mẹ, ăn cơm nhớ có sức nuôi con, cho mẹ nằm lạnh lắm mẹ xuống mua cái mền đi, mua chiếc chiếu trải đi, mẹ đừng giận con, chứ mẹ giận con thì có mình ơn con ở đây với mẹ à, mẹ bỏ con rồi con biết làm sao rồi, con có gì vậy không gặp mặt được mẹ sao, nó nói mẹ đừng giận con nghe mẹ, con lại mẹ nó thôi mẹ không có bỏ con đâu, tại vì bác sĩ không có cho gần con, tại vì là con vậy rồi còn hồi nữa mẹ tới lưu lên cho con ăn uống mẹ không có bỏ con đâu, rồi từ từ bác sĩ khám bệnh rồi mẹ lên với con, cái nói ơi con xin lỗi mẹ đừng buồn con nghe, mẹ ở đây với con đi mẹ đừng đi, nó nói vậy đó, Đứt ruột ha thiếu mốt nó nói vậy đó, mẹ ơi cô ba đâu mẹ, bác ti đâu mẹ, thôi giờ con đuối lắm rồi biết chắc con sống không có lâu quá mẹ ơi, mẹ cho con về nhà đi, mẹ ở nhà mẹ cho con đi năn nỉ mẹ, con năn nỉ mẹ cho con đi nhà thương bệnh lần cuối rồi con chết cũng mãn nguyện nữa, rồi chờ bữa đó bữa đi hôm mà đưa chú Út đi qua bên chùa lại là nhà nó năn nỉ thiếu mốt năn là nỉ đưa nó đi bệnh chan viện đó chối, nó ha. quỳ nó lại nó chan chối nó cho con đi bệnh viện lần cuối đi mẹ, mẹ đừng có giận hờn con, mẹ không, mẹ chở con đi dầu dầu gì á là
Con chết cũng mãn nguyện con rồi mẹ. Con biết mẹ cực khổ với con, mẹ đi với con một lần cuối này thôi. Thành Ừ. ra mới đi, nó trăn trối vô Năn con. nỉ thiếu mút dữ vậy đó hả? Năn nỉ rồi nè, cô làm không đậu, cô khóc luôn đó. Dạ. Thôi rồi, kêu điện kêu cô ba, cô kêu lùng về chở nó đi. Dạ, rồi mình chở đi bằng taxi hay sao thiếu mút? Chở đi taxi Dạ, tốn là hết ra bao ông nhiêu ngoại tiền? bán 5 phân vàng, Dạ, 500 vàng của nó đấy ha. bán 5 phân vàng của nó, Bán được bao nhiêu tiền thiếu mút? bán được 260 là đi luôn đó. 5 2,6 triệu, à, 2 triệu 6 ha. 2,6 triệu đó, Dạ. bán là đi luôn đó. Đi rồi mới vô dập nhập viện, Dạ. vô tép, và hai mẹ con tép Dạ. tép thì tiền tép rồi này, kêu đóng nữa. Nói tiền tép nhập viện luôn là tiền tép nó không biết nó 1,5 triệu là Dạ. lẻ bốn 38 ngàn, Dạ. 1,5 triệu là 38 ngàn Dạ. đó. Rồi cái đưa lên chởn, Dạ. đưa vô rồi cái nó được, cái bác sĩ lại nói là con của cô là nặng lắm nghe, Dạ. cái gan là nặng lắm, nặng Dạ. bây giờ hỏi bác sĩ nhắm bề cứu con tôi được khỏe đêm nay không, chứ cứu thì coi để theo dõi đêm nay, nếu cứu được thì tôi cứu cho. Nói chị ở bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đây coi, tôi coi theo dõi tôi đêm nay, nếu cứu được rồi tôi cứu cho. Dạ. Cô phải bình tĩnh lại đi chứ không sao đâu, Dạ. chứ cái gan của con cô là nặng lắm. Dạ. Cái bây giờ vô đo tim, rồi cái bắt đầu là rồi đặt ống vô kéo đường tiểu ra, đặt ống ở đây kéo đường tiểu, đặt ống kéo đường tiểu ra rồi cái thì con nói bác sĩ ra là kiếm cái lỗ đường tiểu của nó đó, đang Dạ. đặt ống vô mà nó thun vô lặn lặn như cái mề con vịt kia đó, Trời ơi, vậy lặn đó ra lặn lặn ra kiếm cái đầu con cu nó, hả? đặt đặt ống rồi cho nó cái đái đó. Ừ. Dạ. Hỏi cái này là mất tiểu là mấy ngày rồi, nó mất tiểu đây rồi có 4 ngày rồi, không tiểu được, Dạ. có tiêu thì được cho tiểu không được. Dạ. Kêu mới đặt cái ống ra mà kéo cái đường thì tiểu nó ra là cái nước nó là nó đỏ cũng như là Máu gì đó ha. máu gì đó, cũng Dạ. y gan cái Ờ, bọc nãy con nãy có thấy cái bọc trong bọc là đó. trong trong cái bọc mà thông tiểu đó là Tự đỏ hôm quá đỏ luôn. hôm hôm về á, bác sĩ không có dám rút kim ra, Dạ. nó để cái kim đi đi, rồi gửi có mà gần ai đó là chịu khó mua chai nước biển về, là cô ai biết chích luồn kim luồn vô á, Dạ. là vô nước biển vô cho khỏe, Dạ. và kéo cái đường tiểu ra. Dạ. Từ hôm giờ nó không kêu, không có rút kim ra, nó tự rút kim ra hết hồn, mà hôm ra máu rồi nó kêu lấy dao cắt cái ống đường tiểu ra nữa. Dạ. Rồi bác sĩ nói thôi giờ không có rút ra được, Dạ. nếu rút ra là bí đái, Dạ. không có rút ra được, thôi giờ để cái ống đường tiểu ra đi, đang về nhà cho nó dễ đi tiểu, Dạ. nếu rút ra là kể như là không còn mất tiểu gì nữa. Giống như lên chảnh thì bác sĩ làm này làm kia cho nó rồi bác sĩ cho về kêu đi mình đi về hay sao? Thì bác sĩ báo tin cho mình biết là nó nặng như vậy, chấm bề bác sĩ cũng không được nữa. Dạ. Rồi bắt đầu cố cơ xin về. Dạ. Nói bây giờ là bác sĩ nói giờ nó đừ dữ lắm, đừ. Dạ. Đừ dữ lắm. Dạ. Mấy ngày mấy đêm không uống sữa mà không ăn uống gì hết á. Dạ. Nó đừ dữ lắm, đừ. Dạ. Rồi bác sĩ kêu vạch mắt ra nè, bác sĩ kêu hả họng le lưỡi ra, mắt kẹp kẹp cái máy vô hai bên hai tay, cái ống này đo tim. Dạ. Vậy cái tim là một, nữa là hai, nữa là gan, cái Dạ. phổi là nó u hết trơn rồi. Dạ. Giờ giờ là cái tấm hình chụp siêu âm X-quang á, Dạ. là cái bên đây là nó trắng tư hết trơn, hai bên nó trắng bách hết trơn rồi, Dạ. nó trắng tư không còn gì nữa hết. Dạ. Nãy giờ bác sĩ nói báo tin cho người nhà biết như vậy. Họ chị ở đây là nuôi bệnh nhân là mấy người, nó có mình ở anh em mà nói
bị gì là có nên em nuôi có người à, Dạ. có người nào nuôi nữa không? Không, tại vì có mấy anh nuôi à. Giờ chị liệu sao nhóm bề bác sĩ nắm cứu nổi á, thì mang ơn bác sĩ bao nhiêu tiền ở nhà thì kêu bà chị ở nhà thì chạy tiền đem lên, rồi bao nhiêu tiền tôi chịu hết cho nhóm bề cứu con tôi giùm đi, tôi quỳ lại bác sĩ. Nên nói chị yên tâm đi, chị yên tâm coi để tôi sẽ theo dõi đêm nay cho nó nặng, đêm nay chờ qua không khỏi cái Dạ. đêm nay. Dạ. Bác sĩ nói là báo cho người nhà biết chợ nó đừ quá, sợ qua đêm nay không khỏi, Dạ. nó nặng dữ lắm rồi, nó bây giờ còn không, nó nặng dữ lắm, nhiều như phần nó bị bệnh bệnh cái gì bệnh A B gì đó, giờ không có còn cứu nổi nữa. Thôi giờ nghe bác sĩ nói vậy là cho tôi ra viện cho về sớm sớm đi, ngày nào nó lên ngày nấy cho người nhà gặp, cho chị em nó anh em nó gặp cho thấy mặt một lần cuối Dạ. cũng được nữa. Bây giờ ngập ngừng ngừng hoài cũng chưa cho về nữa, Dạ. thì cũng chưa cho về nữa, Dạ. tại đòi thúc quá mới cho mới làm hồ sơ mới cho về. Dạ. Nếu cho về là về với ông là ở đây á, nhóm bác sĩ điện kêu xe cấp cứu đưa về giùm cho, đêm nay là 10 giờ mấy không có xe, ở nhà không có xe, bị gì con em là nó đuối quá rồi, nó nằm ngồi gì không được nổi gì trơn á. Dạ. Bây giờ gọi là đi xe cấp cứu về tới nhà chổng bao nhiêu tiền là nhiều lắm nghe, Dạ. nó nhiều là bao nhiêu, cái đó là bác sĩ không có nhiêu thì không biết. À, hỏi tài xế xe cứu á, Dạ. hỏi chở gì xe tới chổng bao nhiêu, hỏi tài xế chưa chổng là 1.054.000 Dạ. đó, rồi nhiêu triệu con móc ra đi xuống tiệm mua tã rồi đó, cho mặc tã chứ không có cho bận quần áo đồ nhà mình chân, cho mặc tã không Dạ. đó, cày cái trần chuyển qua khoa bên phòng khoa lao á. Thì nên biết chuyện như vậy bác sĩ báo báo cho mình biết, báo cho mình biết cho chuyện như vậy đó là kết quả như vậy đó, là thôi giờ cho về đi, Dạ. cho gặp người nhà, gặp anh em cha mẹ ở nhà ông bà nhà cô bác thì gặp một lần cuối đi, Dạ. chứ ở đây là bác sĩ nghe nói là theo dõi đêm nay chắc cứu không có nổi, không ổn đêm nay Dạ. đó, bây giờ cho rút lui về đi. Dạ. Nó coi giờ hỏi ông này hỏi bác sĩ kia hỏi giờ người người nuôi á, nuôi bệnh nhân á, hỏi bác sĩ như tính như thế nào. Dạ. Thì nếu cho về thì đi xuống đóng tiền miễn phí, Dạ. còn thiếu bao nhiêu tiền miễn phí thuốc men đó, tiền nhập viện mới vô đó, Dạ. rồi bỏ bỏ quỹ tiền tép ra đi, Dạ. nó là tóm lại là coi đem miếng giấy theo là chuyến này là thằng này nó hối về, Dạ. nó về đi tính toán thanh toán tiền đi, về là nó còn thiếu tiền nữa còn đóng tiền thêm chứ đâu thanh toán dư đâu con, Dạ. còn còn đóng tiền tiền thêm là 2 triệu mấy, Dạ. à tính ra 2 triệu Tức là mấy mình là ở ở bỏ đó tiền tép ra luôn đó. tức là mình ở bệnh viện đó là một ngày không thiếu mút. Ở bệnh viện đó 1 ngày, qua lại đêm sau, đêm sau rồi qua đêm chốt mới Tức chuyển là qua ba khác. nó về hồi tối này đúng không? Giờ tối này nè Dạ dạ xe cứu dạ giờ tối giờ đang thở oxy á, dạ nó đem bình oxy theo luôn ha. đem bình oxy theo luôn, mà Dạ. hỏi con có mệt không, mệt rồi thở oxy vô gắn Dạ. oxy bọc á, Dạ. à, mệt thì gắn vô còn không mệt thì thôi nha. Dạ dạ. À, hỏi cái nó con mệt rồi mẹ ơi, Dạ. mệt rồi, thằng tài xế xe nó ngừng xe lại Dạ. vô mở bình oxy ra cho gắn oxy ra vô cho nó thở. Dạ. Hôm hôm mày nó mệt, nó mẹ ơi, con mệt đuối hết trơn rồi, anh hai đâu anh Lùng đâu lên chở con về, con mệt đuối hết trơn rồi, nói từ từ anh Lùng lên lên rước con về, Dạ. rồi đợi hồi lâu quá rồi mới điện cho cô ba, Dạ. cô ba nói con mấy đứa lên chưa, Diệu Hiền nó mệt đu đuối hết trơn rồi, nó đòi về nè, Dạ. giờ đang nằm trên trên xe cấp cứu á, rồi đang chờ đợi nó về, giờ đâu có ngồi dậy nổi, ngồi Dạ. dậy mất đỡ, mất hôm 2 thằng 4 người khiêng đỡ lên xe, hồi trưa này ngồi dậy không nổi mất đỡ lên, còn mới nằm tắm nó đâu ngồi dậy nổi, Giờ nó ngồi gì không nổi hả thím út? ngồi dậy thì mất đỡ lên muốn chết luôn à, Đi nó đi được không?
đi thì kè đi thì được. À, ngồi tự ơn đó thì lúc mà gượng nổi, lúc quá sức rồi yếu rồi nằm luôn à. Gượng nổi thôi giờ mẹ tắm con đi, mà chưa cuốn chiếu lại tắm cho nó đó. Nó muốn không ngồi dậy nổi, thôi tắm luôn đi, ướt chiếu chiếu mẹ mới dạ. Thôi mấy thôi đây mẹ nghỉ tắm luôn đi, không chịu cuốn chiếu thôi, ướt chiếu lấy cho tối về ngủ. Cái cuốn chiếu lại nó nằm xuống tắm tắm hồi mát quá mẹ ơi. Là hồi cái hôm nó hỏi tả tả đâu bỏ lên giường hết trơn rồi, hôm chở con về trước rồi bỏ trên giường hết trơn, sáng này mới kêu lên lấy nè, ngồi nó hỏi tả đâu mẹ, trời ơi ở dưới khúc dưới nó muốn lỡ trơn rồi. Mà giò cẳng thì xanh dờn tái ngắt luôn, hồi nãy nó kêu đấm lưng nó, đấm lưng nó giở cái áo lên không nói cho nó biết, hỏi thử cái gì dưới sàn có chuột chết gì không con. Không, Tức là ở dưới của nó là bị lỡ thúi hết rồi hả cái mút? thú ở trong Không, mình cái đó mút cứ nói lớn đi, ở trong nó đâu có nghe được đâu. cho nó nghe nó Không buồn. có, không nghe được đâu. Rồi cô mới hỏi chứ dán lưng lên nó cho nó kêu bầm lưng bầm đi, kêu cò gió nó chọn mới cạo đây cạo nữa, cạo không được nữa, nếu nghe mẹ cạo được rồi mẹ cạo cho con rồi. Cái hồi nghe cái phất phất cái mùi dở cái lưng lên á, phất phất cái mùi cái hỏi nó ở dưới sàn còn có nghe thấy chuột chết nào sao mùi căng thẳng con, mùi thúi thúi không. Vậy đó hả? Thúi thúi lắm, dữ lắm hả? Rồi dở cái lưng lên nó èo èo á, Eo bóp eo cái nó hụt cái đó, bóp luôn cái đầu con nó hả? hụt cái đó vậy đó, nó chết nửa thân người rồi mơ cũng được, tưởng đâu đi rồi mơ mà khỏi về luôn á, chở xác về luôn rồi đó. Vậy đó ha. Ừ hôm hôm về quá Thôi trời kệ luôn. đi, lỡ rồi mày cái thím út gán chăm Hôm nó đi, hôm mà lớp nào tới người đâu ta hay tới cho đó. tiền vòng vòng bệnh viện người ta cho tiền nha, 900 à, bác sĩ đem miếng giấy đóng tiền lên, thằng đóng tiền ra viện về nhà mới đưa tiền cho thêm trăm. Rồi cái cô đóng tiền miễn phí cho vui quỷ rừng tép cho gần 300, bên đây cho gần 300 đó, gồm lại là miếng giấy đó là 900, chín trăm mấy, 900 mấy rồi. Dưới vòng vòng bệnh viện đó cho 800 nữa, thành ra 2 triệu mấy, 2 triệu mấy là trả tiền tiền xe đó, còn tiền đóng miễn phí là chưa tính nha. Tiền miễn phí là 3 triệu, 3 triệu là cũng như ở đây là người ta tha hết, bác sĩ chạy đi xin tiền giùm, xin tiền giùm là đóng tiền miễn phí, là tiền tép là miễn phí, là cho hết, Rồi hết ha. cho hết là